Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 12 năm 2023 và Chủ nhật mùng 3 tháng 12 là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Sáng hôm nay con cũng đi tìm một cây thông để trên bàn để cho có bầu khí mùa vọng. Mùa vọng giúp cho tâm hồn của chúng ta mong Chúa hơn mong tiền của, mong Chúa hơn mong tiền bạc. Rồi chúng ta lắng nghe tin mừng ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi cư dân khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm thứ Năm là ngày cuối cùng của tháng 11 thì con cũng có lời mời gọi quý ông bà và anh chị em, những ai chưa xin lễ cho các linh hồn thì cũng cố gắng xin lễ cho các linh hồn. Thế thì sáng hôm nay thì cũng có một chị gọi điện thoại cho con và cha ơi, tại sao lại phải xin lễ cho các linh hồn? Thế thì con cũng chia sẻ rất là đơn giản, con nói là chúng ta làm bác ái cho những người nghèo thì chúng ta, các linh hồn nơi luyện ngục có thể nói là những người nghèo, là những người nghèo mà rất là nghèo đấy. Và các ngài cũng trông chờ chúng ta thôi. Vì thế chúng ta xin lễ cho các linh hồn, đó là bác ái cho những linh hồn nơi luyện ngục. Và các ngài về với Chúa thì chắc chắn là các ngài sẽ không quên ơn của chúng ta đâu. Khi ở giáo xứ Thanh Tâm đó thì đó là một giáo xứ lớn mà mỗi một tháng trung bình là 60-70 người qua đời. Con cũng rất là quan tâm tới những người hấp hối và những người qua đời. Con cũng chia sẻ với quý ông bà và anh chị em ở đó rằng là mai mốt đây đến ngày mà con qua đời thì những con chiên Thánh Tâm ở trên thiên đàng chắc chắn là những người mà ra đón con. Thế thì chúng ta bác ái với các linh hồn, các ngài về với Chúa thì các ngài cũng chắc chắn là sẽ cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta. Rồi chúng ta ôn lại một chút lời Chúa ngày thứ Sáu mùng 1 tháng lời Chúa ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 12, thứ Sáu lòng thương xót với ba ý. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đức Giêsu dùng cái hình ảnh là cái cây đâm chồi. Cái cây đâm chồi rất là hay, giống như là người mẹ mang thai đó, cái cây đâm chồi, một cái cây, một cái gốc cây có thể nó cũ rồi, nó gần, nó giống như là có nhiều chỗ nó mục rồi, nhưng mà ở một cái mấu nào đó nó mọc ra được một cái chồi. Thì đối với cá nhân con cũng vậy, luôn luôn là sống ở đâu đó, đến đâu đó là chúng ta cũng tìm những cái chồi, chúng ta khơi lên. Nói một cách dễ hiểu hơn đó là ngoài xã hội người ta gọi là tạo cảm hứng, chúng ta khơi lên những cái điểm hy vọng, khơi lên những cái niềm vui, khơi lên sự sống. Mình gặp ai cũng vậy, đặc biệt là những người tuyệt vọng, chúng ta cũng khơi lên những cái mầm sống, khơi lên niềm hy vọng nơi người đó. Đó là hình ảnh của nước trời. Nước trời là mầm sống. Nước trời là mầm sống. Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều xảy ra. Chúa Giêsu nói là thế hệ của chúng ta sẽ không qua đi trước khi mọi điều sẽ xảy ra. Tức là Thiên Chúa đang ở đây. Thiên Chúa là mầm trường sinh. Có Chúa là có mầm sống. Khi chúng ta bế tắc, đối với cá nhân con này, khi mà hơi khó khăn là con cầu nguyện nhiều lắm, nhất là đọc kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót, và con tin rằng có Chúa có mẹ thì luôn luôn là có cửa, có cánh cửa, có mầm sống. Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra, tức là Thiên Chúa luôn luôn là hiện diện với chúng ta, để rồi mọi sự chúng ta có thể nhờ Chúa mà chúng ta tìm ra được cái lối thoát. Chúng ta cứ yên tâm, Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta, để rồi trong những lúc khó khăn thì Thiên Chúa luôn luôn là cái cánh cửa, là một cái mầm sống cho chúng ta. Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đi đâu. Lời Chúa là tồn tại mãi mãi, lời Chúa là sự thật, lời Chúa là chắc chắn, lời Chúa là sự thật. Đó là tóm tắt lời Chúa của ngày thứ Sáu. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ, là nói với tất cả chúng ta. Đức Giêsu nói với các môn đệ là nói với tất cả chúng ta. Anh em phải đề phòng. Anh em phải đề phòng. Chắc chắn đây là một cái đề phòng, cái sự sự. Đối với cá nhân con thì sống một cái tinh thần đề phòng cái điều xấu là quan trọng lắm. Chúng ta ngay những lúc mà chúng ta tưởng là mình là mạnh mẽ thì có thể lúc đó là chúng ta bị gãy. Chúng ta sống tinh thần đề phòng cái xấu, cái ác như thế nào. Thứ nhất, chúng ta cần phải ý thức mình yếu đuối, mình yếu đuối lắm. Vì thế mà chúng ta rất là dễ sa ngã.
Sáng hôm nay thì có một anh tâm sự với con, anh bảo cha, con làm cái nghề lái xe, con biết là cái nghề lái xe của con là cứ đi đi đôi khi đi 2 3 ngày lái xe Bắc Nam mà đi 2 3 ngày như vậy thì nhiều khi là xa nhà xa vợ xa con, là con hay phạm tội ngoại tình lắm, con biết cái điều đó, nhưng mà tại sao con cứ phạm, tại sao là con lại cứ phạm? Con người nó yếu đuối lắm. Chúng ta phải ý thức rằng là mình sống tinh thần đề phòng, tức là biết mình yếu đuối, biết giống như là một cái người bệnh đi, biết mình hay bị cảm, nên là ra ngoài là phải mặc áo liền, mặc áo gió ngay. Con là rõ ràng lắm, đi ra đường là phải mặc áo gió, chứ không bao giờ mà lại không có áo gió. Đấy, đi ra nắng là phải đội nón, mình đề phòng mà, biết là đề phòng, biết mình là người yếu đuối, biết mình là thân phận tội lỗi hay phạm tội, biết mình hay phạm tội là phải đề phòng. À, đề phòng tức là ý thức được thân phận của mình yếu đuối, vì thế mà những cái gì mà nó là xấu xa là chúng ta phải tránh nó ngay. À, rồi cái thứ hai, chúng ta sống tinh thần đề phòng thì chúng ta cũng cần phải xác định rằng là ma quỷ trăm phương ngàn kế, ma quỷ trăm phương ngàn kế. À, sau bây giờ thì các em nó cứ hay mua hàng online, còn ví dụ đôi khi mình á, xã hội nó trăm phương ngàn kế là mình những cái chuyện trò này trò kia là chúng ta tránh, nhưng mà đây mình còn kể một cái chuyện cụ thể như như cá nhân con. Con biết là cái chuyện mà mua bán hàng online trên mạng đôi khi nó cũng lừa nhiều lắm. Thế thì con cũng cứ nói vui vui với lại anh em trong ban bác ái là thôi, làm gì thì là chúng ta chịu khó, chúng ta đi tới nơi chúng ta mua, chứ còn cứ mua qua mạng thế này thế khác là đôi khi là mua phải những cái điều nó không không hay. Tôi ý thức cái chuyện đó lắm. Thế nhưng mà một ngày kia đó là đi mua gạo, thế thì cái anh chàng này anh nói cha ơi, có cái chỗ này nó bán gạo rẻ lắm, thì mình mua, mình làm bác ái mua chỗ này rẻ lắm. Tôi hỏi hỏi có kỹ không, em bảo là chắc chắn anh cha, cái chỗ này là chỗ đàng hoàng đấy, chứ mình nào giờ mình mua là giá nó hơi cao đó. Ừ. Thế thì để khi mua gạo về rồi, phát gạo ra rồi, cái một số người người ta báo một cha ơi, sao mà những cái phần phần gạo phía sau này, này cái phần mấy cái phần đầu rất là ok, mà mấy cái phần sau sao gạo thấy nó làm sao nó như là nó mốc vậy đó. Trời đất ơi, hỏi ra thì lại anh chàng này anh nói rằng con nghe cái bà Tư đó, bà nói là chỗ này là chỗ uy tín. Thế hỏi cái bà Tư thì bà Tư bà bảo rằng là cái này thì con cũng nghe nó giới thiệu ở trên mạng đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng, tức là con thì con tin cái người làm việc với mình, cái người làm việc này cũng tin vào cái bà Tư đó, nhưng mà cái bà Tư này thì bạn lại tin ở trên mạng. Chúng ta thấy đôi khi tức là mình thì mình rất là tỉnh táo về cái chuyện mà mua bán ở trên mạng, thế nhưng mà cuối cùng cái người làm việc của mình ấy, nó qua 2 3 cầu vậy đó. Thế thì chúng ta sống cái sự đề phòng, thứ nhất là biết mình yếu đuối rất là hay phạm tội, cái thứ hai là ma quỷ trăm phương ngàn kế, trăm phương ngàn kế. Chính vì thế mà cái thái độ đề phòng của chúng ta trước tiên nó vẫn là cầu nguyện, vì mình biết là mình yếu đuối, và cái thứ hai là cái gì mà đã biết là đã không hay rồi là phải tránh, chỉ có tránh đi thôi, chứ đề phòng là tránh, đề phòng là tránh, trước tiên là tránh. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải tập cho mình có một cái sức để mà đương đầu với những cái cám dỗ, nhưng mà trước khi chúng ta đương đầu được với những cái cám dỗ thì thôi thì tránh đường là tốt nhất. À, anh em phải đề phòng nha, chúng ta hãy tập một cái đời sống đề phòng sự dữ, đề phòng cái dữ, giống như chúng ta đề phòng bệnh tật đó, thì chúng ta cũng phải đề phòng cái dữ, đề phòng cái xấu, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Khỏe mạnh thì không sao, người ta kể cái chuyện của con quỷ đấy, con nó đi nó cám dỗ người ta, cái con quỷ nhỏ đi nó cám dỗ người ta, nó nói là anh nghe về anh đốt nhà để anh giết mẹ mẹ anh đi, giết vợ anh đi, bởi vì hai cái người này là hay càm ràm với anh. Thế thì cái anh chàng này mới nói là trời đất ơi, làm sao mà tôi làm cái điều ác đó được, làm sao mà tôi làm cái điều ác đó, anh nói những cái điều ác ôn vậy đó. Thế con quỷ nhỏ về nó nói với con quỷ lớn đó, nó mới nói là đâu có dễ mà cám dỗ được người ta, đâu có dễ mà cám dỗ người ta, mình nói người ta đâu có được, đâu có dễ. Thế con quỷ lớn nó mới cười, nó bảo trời đất ơi, sao mà đi nói người ta làm cái điều đó, sao mà đi nói làm cho người ta điều đó. Bây giờ ta muốn cho con người phạm tội tày đình như vậy á, đừng bao giờ nói người ta làm ngay cái điều đó. Bây giờ anh xuống anh hiện hình thành một cái người bạn. À, anh mời nó uống một ly. À, rồi nó uống với anh một ly rồi gì? À, rồi bắt đầu rượu ngấm 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 ngấm, đợi cho rượu ngấm ngấm một tí. Mời nó uống thêm một ly nữa.
ly nữa, ly nữa, ly nữa. À, rồi khi nó ngà ngà rồi như vậy đó, mình lúc đó bắt đầu kể xấu vợ nó ra, kể xấu mẹ nó ra, vân vân. À, rồi mình bắt đầu mới kêu nó là bây giờ mới xúi nó là đốt nhà. Thế thì khi đốt nhà thì vợ mẹ nó ra cam, thì lúc đó nó ra ngà ngà rồi thì nó sẽ giết mẹ giết vợ nó thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng quá biết rượu chè gây ra bao nhiêu là tội lỗi. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đề phòng, khi chúng ta đã ngà ngà say xỉn rồi chúng ta lại rất là dễ phạm tội. Khi chúng ta ngà ngà rồi ta rất là dễ phạm tội nhé. Chúng ta cần phải đề phòng qua việc chè chén say sưa. Rồi cái ý tiếp theo nữa là lo lắng sự đời. Khi chúng ta lo lắng sự đời thì chúng ta cũng đâu lo tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta lo lắng sự đời thì chúng ta cũng đâu lo tìm kiếm Chúa đâu. À, thế thì đấy là những cái ý con thấy nó rất rất là tuyệt vời nha. Chúng ta cần phải đề phòng cái xấu giống như là đề phòng bệnh tật nha. Rồi đừng có chè chén say sưa. Rượu chè cũng rất là dễ gây cho chúng ta phạm tội lỗi. À, rồi lo lắng sự đời. Khi chúng ta có quá lo lắng sự đời thì chúng ta cũng sẽ không có lo tìm kiếm Chúa, không có lo tìm kiếm nước trời. Đây là cho con chưa nói đến những cái say sưa nhé. Cái say sưa về rượu chè nó đã là ghê rồi. Còn có những cái gọi là giống như là cái trường hợp mà cái người người đàn ông mà ngoại tình đấy, người ta gọi là say nắng. Nó cảm cảm nắng, người ta cũng dùng cái từ là say say nắng, cái cảm nắng, tức là gặp một cái cô gái cái tự động cái là say đó. Những cái say say mê tiền bạc, những cái say mê danh vọng, say mê sắc dục, nó còn kinh khủng hơn là cái say sưa về rượu chè nữa. Thế thì nếu như say sưa rượu chè rất dễ làm cho chúng ta phạm tội, thì cái gọi là cái cảm nắng về cái tình dục hay là về cái danh lợi thì nó thì đương nhiên là nó dẫn chúng ta đi giống như ông Judas đấy, ông ấy mê tiền cái là nó dẫn ông ấy bán Chúa luôn. À, thế thì chúng ta phải đề phòng mấy cái thứ này này. À, đừng có chè chén say sưa về rượu chè rồi say sưa về tiền tài danh lợi. Đừng có quá lo lắng sự đời. Khi chúng ta quá lo lắng sự đời là chúng ta quên mất chăm lo. Khi chúng ta lo lắng sự đời, ăn uống, ăn gì, mặc gì, lo như vậy, thì chúng ta sẽ lãng quên đề phòng cái phần linh hồn của chúng ta. Thấy không? Rồi khi chúng ta mà nếu mà không ta không có đề phòng như vậy đó, thì cái giờ ngày ngày ấy, cái ngày Chúa đến, có thể là cái ngày giờ chết, nó như là một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Con thì con cũng sợ như vậy lắm, đang mải mê sự đời, mải mê sự đời, đùng cái chết thế sao. Con thì thời gian gần đây thì con cũng hay nghĩ rằng là sống chết nó nhanh lắm, nên là thôi làm được cái gì tốt thì cố gắng làm. Tự động con lại có cái suy nghĩ đấy, tức là sống chết nhanh lắm đấy. Ngày hôm qua nó thông tin là một cái cô mà ca sĩ rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc hay là gì đó, mới có 23 tuổi thôi, đang đi diễn như vậy đó là cô ấy đột quỵ, cô chết luôn, mới có 23 tuổi. Mà ông bố ông đó là ông không thể chấp nhận được là con gái của ông ấy tài giỏi mà nó khỏe mạnh như thế mà tại sao nó lại chết nhanh như vậy. Thì đối với cá nhân con này, nghĩ đến sự chết cũng là một sự tỉnh táo, nghĩ đến cái chết cũng là một cái tỉnh táo. Chứ còn nếu không mình cứ ham mê sự đời, ham mê sự đời, ham mê sự đời, đùng cái chết, cái cuối cùng đâu có chuẩn bị được cái gì cho linh hồn mình đâu. Ham mê sự đời thì cũng sẽ lãng quên linh hồn. Giống như người ta cứ ham mê những cái vật chất thì người ta cũng sẽ quên đi cái tinh thần. À, thế thì nếu chúng ta mà cứ say mê như vậy, say mê sự đời như vậy, không có đề phòng cái ác như vậy á, thì là ngày Chúa đến, giờ chết đến nó rất là bất ngờ. À, ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi cư dân trên khắp mặt đất, ai thì cũng sẽ phải chết, ai thì cũng sẽ phải chết. Mà nếu chúng ta không có tỉnh táo để ý đến cái đề phòng cái ác, đề phòng cái xấu, nếu chúng ta cứ chè chén say sưa, nếu chúng ta cứ lo lắng sự đời, thì cái ngày giờ Chúa đến sẽ rất là bất ngờ. Rồi, Chúa dạy chúng ta làm sao? Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chúng ta phải tỉnh táo, tức là chúng ta phải ý thức rằng giờ chết có thể đến bất cứ lúc nào. Mà chúng ta cũng phải ý thức rằng là thân phận của con người rất dễ phạm tội. Chúng ta cũng phải ý thức rằng là ma quỷ nó trăm phương ngàn kế. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện, Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện. Thế thì con nghĩ là một cái đời sống cầu nguyện chúng ta cần phải phải có lịch, phải xếp lịch. Đối với cá nhân con là nó phải có lịch. Ví dụ sáng thức giấc
mở mắt dậy là con phải đọc kinh Chúa Thánh Thần, đọc kinh Lạy Cha, kinh Chúa Mừng, kinh Sáng Danh. Đấy, sau đó thì là thể dục một chút rồi bắt đầu được. Nếu mà sớm nữa thì có thể là đọc lại bài Tin Mừng. Rồi cho con buổi sáng là luôn luôn là dâng lễ và kinh kinh sách kinh sáng. Đó là buổi sáng. Sau khi về để ăn sáng xong á là con bắt đầu soạn bài. Dĩ nhiên là đời tu của chúng con thì nó cũng có rất là nhiều thời gian để mà gắn bó với Chúa, nhưng mà đối với cá nhân con đang muốn chia sẻ về cái cầu nguyện, thì đối với con là sáng là lễ, nghe không? Rồi trưa là đọc, con cũng có cái giờ đọc kinh vào buổi trưa nhé. Rồi buổi chiều thức dậy, ngủ thức dậy cái là con phải đọc kinh Mân Côi, kinh Lòng Thương Xót, rồi kinh Khấn Các Thánh. Kinh Khấn Các Thánh là buổi chiều là lúc nào cũng phải là như vậy. Sau đó là con chia sẻ lời Chúa cho quý ông bà và anh chị em đây nhé. Rồi chia sẻ lời Chúa xong thì con lại tiếp tục đọc kinh nữa. Đó, thường thường thì con trong ngày con cũng hay đọc kinh Mân Côi lắm, con lúc nào mà rảnh là con đọc kinh Mân Côi ngay nhé. Rồi buổi chiều đọc kinh chung với anh em xong rồi ăn tối xong, tối đến trước khi đi ngủ lại đọc kinh nữa. Nhưng mà thôi thì con nghĩ là quý ông bà và anh chị em thì có thể là chúng ta đọc kinh sáng tối. Nếu mà còn trẻ, sáng thức giấc đọc kinh, tối trước khi đi ngủ đọc kinh là sáng tối. Còn những người mà có nhiều thời gian nữa thì có thể là sáng đọc kinh, trưa đọc kinh, 3 giờ chiều đọc kinh, tối đọc kinh. Chúng ta nên có một cái thời khóa biểu là giờ đó là chúng ta đọc. Giờ đó là chúng ta đọc. Để Chúa dạy chúng ta là anh em hãy tỉnh thức qua việc cầu nguyện luôn. Thì để cho cầu nguyện luôn thì chúng ta cần có cái giờ nào cầu nguyện, giờ nào cầu nguyện thì chúng ta đọc, và cứ đến giờ đó là chúng ta cầu nguyện. Chứ nếu không thì ngày thì đọc, ngày thì quên, ngày thì đọc, ngày thì bỏ. Chúng ta cần phải có cái giờ. Đối với cá nhân con, cái giờ đọc kinh nhiều nhất đó là ngủ trưa dậy 2 giờ là con sẽ đọc kinh ngay. Đấy, 2 giờ là con sẽ đọc kinh ngay. Bao giờ con cũng đọc mình Kim Ân Côi, Kinh Lòng Thương Xót, rồi đọc kinh khấn tất cả các thánh. Thế là cái giờ đó đọc cho tới 3 giờ. Cái giờ đó là bao nhiêu năm nay rồi. Dĩ nhiên là sáng tối rồi đấy, nhưng mà cái giờ 3 giờ, cái giờ đọc kinh riêng mà đọc kinh dài đó là thường là 2 giờ đến 3 giờ. Thế thì để cho chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện luôn đó, thì chúng ta cần phải có mình chia cái giờ nào đọc kinh đấy, thì là cứ giờ đó là chúng ta đọc kinh ha. Nếu chúng ta tỉnh thức và chúng ta tập một cái đời sống cầu nguyện đó, thì Chúa Giêsu nói này, chúng ta sẽ đủ sức thoát khỏi những điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Nếu chúng ta có một đời sống cầu nguyện thì chúng ta cũng sẽ vững vàng. Chắc chắn thì ai thì cũng có phạm tội thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có cái sức để mà khi phạm tội rồi chúng ta biết đứng dậy để mà ăn năn sám hối, để mà xưng tội. Cái điều này mới là cái quan trọng. Chứ còn bảo rằng là dù là chúng ta đề phòng, dù là chúng ta ý thức, dù là chúng ta cầu nguyện, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không phạm tội. Chúng ta có đề phòng, chúng ta có tỉnh thức, chúng ta có cầu nguyện, nhưng chúng ta vẫn vấp ngã. Nhưng cái điều quan trọng là cái người có cầu nguyện, cái người có đề phòng, cái người có tỉnh thức đấy, thì khi phạm tội thì người ta giống như ông Phêrô đã phạm tội thì ông ta có sức để mà ông ta sám hối. Thì đối với con thì con tức là tỉnh thức cầu nguyện, không có nghĩa là chúng ta không phạm tội. Thế nhưng mà khi chúng ta có tỉnh thức, chúng ta có đề phòng thì chúng ta vẫn có phạm tội, nhưng mà khi phạm tội rồi thì chúng ta có sức để mà sám hối, để mà sửa mình. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày hôm nay nha, chúng ta ghi nhớ ba ý. Thứ nhất, anh em phải đề phòng. Nếu như chúng ta đề phòng bệnh tật như thế nào thì chúng ta cũng phải đề phòng tội lỗi, nó phải hơn như thế nha. Biết mình yếu đuối, biết mình hay bệnh thì chúng ta phải tránh. Ăn cái này ăn cái kia nó gây bệnh thì chúng ta phải tránh. Thì tội lỗi cũng vậy, ma quỷ nó trăm phương ngàn kế, chúng ta phải đề phòng, ý thức được mình dễ phạm tội thì mình tránh đi những cái xấu xa. Rồi ý thứ hai, đừng để cho lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Khi chúng ta say sưa về cái ăn cái mặc, rượu chè, thì chúng ta say sưa về danh lợi, khi chúng ta lo lắng sự đời thì cũng là lúc chúng ta có nguy cơ quên đi chăm lo cái phần linh hồn của chúng ta. Và cái ý thứ ba, hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chúng ta cần phải có thời khóa biểu một ngày cầu nguyện sáng tối và cái giờ nào đó thì cứ giờ đó là chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cứ tập riết là tự động nó thành cái nếp rồi. Chúng ta cứ tới cái giờ đó là chúng ta sẽ cầu nguyện. Thì một đời sống cầu nguyện cũng là một đời sống tỉnh thức, để rồi khi chúng ta có vấp ngã thì điều quan trọng là chúng ta biết sám hối, biết xưng tội, biết đứng dậy. Xin Chúa cho chúng ta cũng có một cái đời sống đề phòng cái xấu
và siêng năng cầu nguyện. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.